Chúng tôi đã lên kế hoạch về việc mời bia người hâm mộ trên sân, Roy nói sau trận thắng tại Signal Iduna Park. Thật hoàn hảo, tôi vô cùng biết ơn tất cả tình yêu mà mọi người đã dành cho tôi. Hơn 81.000 cổ động viên đã đến sân Signal Iduna Park. Dù không phải tất cả đều trong độ tuổi được phép uống bia ở Đức, nhưng phần lớn vui vẻ chấp nhận lời mời của Roy, thậm chí có thể uống hơn một cốc. Trên mạng xã hội X, Dortmund đăng bức thư có chữ ký của Roy với thông điệp cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Tôi sẽ chiêu đãi các bạn bữa tiệc bia trong ngày chia tay. Marco của bạn, cùng một khuôn mặt cười. Câu lạc bộ vùng Ruhr không tiết lộ số tiền cụ thể. Trước khi chiêu đãi bia, tiền vệ người Đức khiến người hâm mộ mãn nhãn với màn trình diễn thăng hoa ở lần cuối khoác áo Dortmund. Anh góp một bàn và một kiến tạo giúp đội thắng đậm ở vòng hạ màn Bundesliga để cán đích thứ 5 vị trí dự Champions League mùa tới. Đây là lần cuối cùng tôi thi đấu trên sân nhà và muốn tận hưởng nó, Roy nói thêm. Tôi hy vọng có thể đền đáp người hâm mộ điều gì đó. Thật tuyệt vời khi được cảm nhận bầu không khí của bức tường vàng. Tôi chắc chắn sẽ trở thành một phần của họ. Roy nhường chỗ cho Felix Nmecha từ phút 82 và toàn bộ người hâm mộ tại Signal Iduna Park đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng tiền vệ người Đức. Huấn luyện viên Edin Terzic cảm xúc và xem đây là ngày hoàn hảo cho cả Roy cũng như Dortmund. Hôm 3 tháng 5, Roy xác nhận không gia hạn và sẽ chia tay Dortmund theo diện cầu thủ tự do vào hè 2024, khép lại 12 năm gắn bó. Tiền vệ Đức chơi ở đội trẻ Dortmund giai đoạn năm 1995 đến năm 2005, sau đó khoác áo Rot-Weiß-Allen, Gladbach rồi trở lại Dortmund vào năm 2012. Anh ghi 170 và kiến tạo 131 bàn qua 427 trận trên mọi đấu trường cùng câu lạc bộ. Roy đoạt 4 danh hiệu, gồm Cup Đức năm 2017, 2021, Siêu Cup Đức 2013, 2019, nhưng chưa từng đăng quang Bundesliga hay Champions League. Anh cùng Dortmund mất chức vô địch Bundesliga ở vòng hạ màn mùa trước và thua Bayern ở chung kết Champions League năm 2013. Tiền vệ 34 tuổi vẫn còn cơ hội làm nên màn chia tay đẹp với Dortmund. Với trận chung kết Champions League gặp Real Madrid trên sân Wembley ngày 1 tháng 6, lần đầu sau 11 năm kể từ thời Jurgen Klopp, Dortmund mới lại vào chung kết Champions League. Trên sân Wembley năm 2013, Roy đá chính, nhưng Dortmund thua Bayern 1-2. Roy khẳng định muốn tiếp tục thi đấu, nhưng chưa quyết định bến đỗ tiếp theo vì muốn tập trung cho chung kết Champions League. Trong ngày chia tay Borussia Dortmund, Marco Roy đã khiến sân Signal Iduna Park bùng nổ cảm xúc với hành động mời bia tất cả khán giả sau chiến thắng ở vòng hạ màn Bundesliga. Trước hơn 81.000 người hâm mộ, tiền vệ 34 tuổi đã đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo để giúp đội nhà giành chiến thắng, qua đó cán đích ở vị trí thứ 5 và giành vé dự Champions League mùa tới. Sau trận đấu, Roy đã bày tỏ sự biết ơn đối với tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ, đồng thời chia sẻ rằng anh sẽ luôn là một phần của bức tường vàng dù đã rời đi. Dù không tiết lộ số tiền cụ thể, nhưng hành động hào hiệp của Roy đã tạo nên một ngày hoàn hảo cho cả anh và Dortmund trước thềm trận chung kết Champions League gặp Real Madrid vào ngày 1 tháng 6 tới trên sân Wembley.